mới lại em hỏi thầy cái này có hơi ngại một chút là kiểu là học em học cũng lâu đấy, nhưng mà kiểu là mình thấy cái phương pháp học của em ấy bên thầy dạy thì rất là ok rồi, nhưng mà em thấy phương pháp học của em nó kiểu là nó chưa được hiệu quả lắm, thì thầy có thể là truyền cho em ít kinh nghiệm để kiểu là mình học nó tốt hơn được không ạ? Cái kinh nghiệm thì nói chung là phương pháp học của tùy thì giáo dạy thì là tùy từng người nhé. Tùy từng người, ví Vâng. dụ như là có người thì kiến thức có rồi thì chỉ cần nói giao tiếp thôi đấy, thì lúc đó Vâng. là thầy giáo sẽ kích hoạt giao tiếp bằng cách tức là gì, ra mẫu câu tiếng Việt và dịch sang tiếng Nga đấy. Cứ nói tiếng Việt thì Đấy. nói tiếng Việt, xong rồi em dịch sang tiếng Nga, nói sai đâu thầy sửa đấy. Đó thì là Vâng. sau sau độ khoảng 5-6 bài thôi thì là em đã bắt đầu là tự tin rồi, mạnh dạn nói rồi đấy. Bởi vì sao là Vâng. khi mà các em biết rồi thì các em sợ nói sai cho nên không không nói đó. Thế nhưng mà chỉ cần nói cùng với thầy sau độ khoảng 5-6 bài rồi thì tất cả những cái ý nghĩ của các em định nói sang tiếng Nga như thế nào thì là các em nói được thầy chỉnh lại, thì là lúc đó các em tự tin là các em nói được. Đấy là số người mà đã biết tiếng Nga một chút rồi nhưng mà không dám nói. Thế Vâng. bây giờ ví dụ trường Vâng. hợp như là như của em chẳng hạn thì là chưa chưa có kiến thức đấy, chưa có kiến thức tức là gì, Vâng, ngữ chưa pháp có cũng kiến không thức ấy. có, ngữ pháp không Đúng có, từ rồi. vựng cũng không có đấy, từ vựng Vâng, không có vâng. và mẫu câu cũng không có đó. Thế vậy Vâng. thì thầy giáo sẽ dạy dần dần, tức là dạy bằng cách là gì, là dạy tích cóp, tức là đầu tiên là mỗi ngày chúng ta học một chút từ vựng này, một chút mẫu Vâng. câu này đấy. Thế và Vâng. có nếu có hiện tượng ngữ pháp thì nó sẽ giải thích ngữ pháp này, ví dụ như là bắt đầu từ bài ngày hôm nay là em bắt đầu học về cách 4 đấy. Bắt đầu học về cách 4 Vâng. tức là trong tiếng Nga Vâng. nói thực là người ta gọi là ngữ pháp tiếng Nga rất khó, nhưng trên thực tế nó không có gì khó cả đấy, không có gì khó. Bởi vì sao, là Vâng. nó gói gọn là gì, đối với một người để giao tiếp tiếng Nga cần biết 6 cách đấy. Đó, cần biết 6 cách. Vâng. Thứ hai là cần biết chia động từ đó. Cái thứ ba là biết cách sử dụng động từ thể hoàn thành hay là động từ thể chưa hoàn thành đấy. Tất cả những cái này thì nó sẽ hướng dẫn nó bằng ở cái hình thức rất là dễ hiểu đấy. Vâng. Cái thứ tư đó là gì, là sử dụng cái thứ tư là sử dụng cái dạng gọi là động từ chuyển động đấy. Động từ chuyển động thì Dạ. nó có một cái bộ động từ chuyển động gồm có độ khoảng 20 cái động từ gì đó đấy, trên dưới 20 cái động từ Vâng. gì đó. Thế nhưng mà trên thực tế thì chúng ta không cần nhiều động từ như thế đấy, bởi vì những cái động Vâng. từ chuyển động là gì, là tất cả những cái động từ nó có tính chuyển động. Ví dụ như là đi thì là lẽ dĩ nhiên là chuyển động rồi đấy, kèm với Vâng. đi là gì, người ta lại đưa vào chạy này, rồi là bơi này đấy, rồi là bay này đấy. Vâng. Thế rồi kèm Vâng. vào với đó là gì nữa, là bò này đấy. Thế rồi mang vác Vâng. này, là mang đi mang Vâng. lại này, cũng cũng nó cũng liệt vào cái dạng động từ chuyển động. Thế thì người ta nói như thế làm cho các em hoảng sợ, nó rối trí rồi. Nhưng trên thực tế là gì, các Vâng. em chỉ cần có hai động từ chuyển động thôi đấy, có hai động từ chuyển động thôi, là động từ gì, động từ một chiều và động từ hai chiều. Khi mà hiểu hai cái động từ đó rồi, thế nào là động từ một chiều, thế nào là động từ hai chiều rồi, thì áp tất cả những động từ còn lại vào đó, thế là chúng ta hiểu hết thôi đấy. Đó, thế sau Dạ. sau đó là gì, sau động từ chuyển động một chiều hai chiều thì chúng ta sẽ áp cái tiếp đầu ngữ vào động từ. Thế thì nói nghe tiếp đầu ngữ vào động từ thì nghe hoảng luôn đúng không? Thế nhưng mà trên thực tế là gì, các em chỉ cần áp tiếp đầu ngữ vào cái động từ thể hoàn thành đấy. Lúc đó thì Vâng. bởi vì sao, người ta chủ yếu người ta sử dụng cái động từ thể hoàn thành với tiếp đầu ngữ đó, thế là các em sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Nó sẽ có độ khoảng hơn chục cái tiếp đầu ngữ gì đó. Thế nhưng hơn chục tiếp đầu ngữ đó thì chúng ta lại trên thực tế chỉ sử dụng có độ khoảng 3-4 cái tiếp đầu ngữ thông dụng thôi đấy. Thế còn lại thì hầu như là Vâng. rất ít sử dụng đó. Vâng. Ví dụ như là cái tiếp đầu ngữ là leo núi chẳng hạn đấy, hoặc là cái tiếp đầu ngữ từ trên Dạ. núi trượt xuống chẳng hạn, thì có bao giờ mấy khi người ta nói đấy, đấy nói nôm na là như vậy đó. Vâng. Thế cho nên Vâng là vâng vâng. chúng ta chỉ cần sử dụng một vài cái tiếp đầu ngữ thôi đó. Đó 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 là Vâng. cái kiến thức về động từ chuyển động. Thế bây giờ còn thêm một vài kiến thức nữa, ví dụ kiến thức về số từ đó, các em học một buổi là xong đấy. Kiến thức về màu sắc, các em Vâng. học một buổi là xong đó. Tất cả đó là cái kiến thức ngữ pháp cơ bản nhất dành cho người người học giao tiếp ban đầu, và với cái trình độ người ta Vâng. gọi là trình độ A1 đấy. Đó Vâng. đó thế thôi. Thế là tất cả những kiến thức đó thì thầy giáo sẽ truyền đạt trong trong một vài trong độ khoảng chục chục giờ học trở lại thôi đấy. Thế nhưng mà để học được Vâng. những kiến thức đó, ngữ pháp đó, thì các em phải qua độ khoảng 10 cho đến 15 bài giao tiếp. Giao tiếp để làm gì, Vâng. để mình có vốn đã đúng không đấy. Chưa có vốn Vâng. thì làm sao mà học Đấy. được kiến thức ngữ pháp đó. Thế ví dụ như ở của em hiện nay là em đã học xong cái vốn vốn từ vựng và mẫu câu giao tiếp rồi, đã có một tí rồi, biết nói một tí rồi đấy. Thì bây giờ bắt Vâng. đầu từ bài ngày hôm nay là chúng ta sẽ bắt đầu học về cách đấy. Cái cách Đấy. đó, thì khi chúng ta học về cách rồi thì chúng ta sẽ hiểu thực chất tại sao trước đây chúng ta nói như vậy đấy. Đó, thế cho nên Đấy. 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 là thầy giáo có thể là dạy em trước là gì, là từ vựng và mẫu câu. Đó là cái nguyên tắc tất cả các giáo trình hiện đại giao tiếp bây giờ người ta đều dạy như vậy hết.
Cái quyển 1 chỉ có giao Đã. tiếp thôi. Cái quyển 1, Đã, cả đã. cái quyển 1 đó, chỉ có giao tiếp, học và nói. Người ta không dạy cho các em ngữ pháp. Đó. Đã. Thế nhiều người bảo thầy cho thầy em muốn học ngữ pháp. Em học ngữ pháp để làm cái gì? Học ngữ pháp mà Đã. khi mà em chưa chưa biết giao tiếp Chưa thì có học ngữ vốn pháp để từ. làm gì đấy? Đó. Thì là sẽ học xong rồi thì quên đó. Đó. Thế nhưng mà Đã. khi mà chúng ta đã học hết quyển 1, hết quyển 1 là học giao tiếp rồi đấy. Đường đến Đã. nước Nga quyển 1 cũng là chỉ học giao tiếp thôi đấy. Đó. Bắt đầu Đã. từ đường đến nước Đã. Nga quyển 2 thì người ta mới bắt đầu nhồi cho ngữ pháp. Bởi vì sao? Có vốn rồi mới biết là ngữ pháp đấy. Đó. Thế thì như vậy là gì? Chúng ta tưởng tượng như là cái người xây nhà mà. Đầu tiên người ta phải chở gạch Đã. về, chở cát về, chở xi măng về đấy. Đấy là hết quyển 1. Đã. Bắt Đã. đầu đến quyển 2 là gì? Bắt đầu người ta mới nhào nhào trộn đấy. Bê tông người ta bắt đầu kết kết gắn các cái kiến thức lại với nhau. Đó. Thì là hiện nay là em đang tình trạng là gì? Là đang tình trạng là em cần phải học từ vựng và ngữ pháp. Đó. Thế bây giờ em mới hỏi Đã. kinh nghiệm học như thế nào? Bởi vì sao? Nhiều bạn bảo thời em học xong lại quên, học xong lại quên. Lẽ dĩ nhiên. Cái người Vâng, bản đúng ngữ người rồi ta không đấy. nói cái ngôn ngữ của người ta còn quên đấy. Chúng ta thấy rất Đã. nhiều là có những cái người bản ngữ bị lạc vào trong rừng đấy, lạc vào trong rừng. Sau độ khoảng chục năm, 15 năm, 20 năm người ta quên hết cả ngôn ngữ của người ta đấy. Quên có thể là Vâng. không quên hoàn toàn nhưng mà quên rất nhiều. Bởi vì sao? Người ta sống một mình với lại những cái người thổ dân chẳng hạn đấy. Người ta sống một mình, người ta không có giao tiếp thì cái ngôn ngữ người ta quên. Vì gì? Cái tiếng mẹ đẻ người ta còn quên, đấy là cái tiếng của mình, đấy là mình đi học các em thì hy vọng nó không quên, hơi bị khó đấy. Bây giờ Vâng. nói nôm na mà người ta phân cấp trong 10 người. Trong 10 người thì cái khả năng học ngoại ngữ, có những người có năng khiếu học ngoại ngữ. Thế nào là năng khiếu? Năng khiếu là gì? Học đâu nhớ đấy. Đấy. Nhưng không phải là Vâng. nó nhớ hẳn đâu, nó chỉ nhớ thông thoáng thôi. Đấy. Nó nhớ rồi nó có thể quên. Thế còn cái người mà học vào nhưng mà vẫn quên đấy. Thế còn cái dạng người thứ ba là gì? Học đến đâu quên đến đấy. Đấy. Thế là học trước quên sau, đấy, người ta gọi như vậy đấy. Thế bây giờ mình đánh giá mình thuộc loại nào? Mình thuộc là cái loại ba cái người trong cái 10 người này là học trước quên sau, hay là ba cái người ở trong cái nhóm là học rồi được nhớ được một tí rồi lại quên, hay là mình thuộc cái ba người hoặc là chỉ có hai người thôi đấy, học đâu nhớ đấy. Đó. Thế thì bây giờ em tự đánh giá mình là như vậy đấy. Thế bây giờ thầy Vâng. giáo đánh giá em là ở cái dạng nào? Thầy giáo đánh giá em là ở cái chỗ là em ở trong cái nhóm trung bình, tức là gì? Em học em nhớ và xong rồi em lại quên đấy. Đó. thì Vâng. thì có nghĩa là Đấy gì thì bây giờ? cũng kiểu là Đấy. học, có nghĩa là khi mình ra ngoài mình nói chuyện đấy là mình không nhớ một cái tí gì của cái bài học luôn, mà mình toàn Đúng có rồi sử dụng những cái từ ở chợ đúng mình rồi đúng nói rồi thôi. đúng rồi Thế bây giờ Tại nó vì cái đấy nó thuộc vào cái những cái người như thế nào? Bởi vì em không phải học sinh, em là học sinh, cái nhiệm vụ chính của nó là học, em hiểu chưa? Nhiệm vụ chính của học sinh là học, thì nó học đến đâu nó nhớ đến đấy, nó chỉ còn ngoài cái việc học rằng nó chả phải làm cái gì cả. Thế nhưng mà còn em học học xong thì có khi bài chưa hết lại còn đang mong mong rồi vừa nhìn đồng hồ mà làm sao để kết thúc cái giờ học này, cái còn nhớ để đi lấy hàng này, nhớ hôm qua bán hàng cho ai chưa lấy tiền này, đúng không? Đấy. Thế rồi lại nhớ là hôm nay phải lấy thêm cái gì này đấy, đúng không? Thế rồi bây giờ đi ra đường lại lo là khởi động xe không nổ máy này, nó trăm thứ nhồi trong đầu, đúng không? Thế vậy thì em vừa học xong cái là em đang nghĩ ngay đến việc khác rồi đấy. Đó. Thế vậy thì có nghĩa là gì? Là em không có cái cung đoạn là em nhắc lại bài học. Thế vậy thì để làm sao mà học được? Thế thông thường là gì? Thầy bao giờ cũng dạy các em xong rồi ghi luôn hình bài học để làm gì? Để sau đó các em có điều kiện xem lại, đúng không? Đấy. Có điều kiện em xem lại bài học. Thế vậy thì có điều kiện xem lại bài học, ví dụ như bài học này thì em bắt đầu xem là em có thể là đeo tai nghe, ví dụ bây giờ em bắt đầu đi làm nhé. Em bắt đầu đi làm thì trên đường đi em có thể đeo tai nghe và em nghe bài học đấy. Em nghe bài học. Nghe thì nghe không phải là cứ nghe 100 từ nhớ được cả 100. Cứ cho là em nghe suốt cả cái bài học đấy, em chỉ cần trong cái quá trình nghe đó em vẫn quan sát đường đi này, em còn có thể là nghe tín hiệu này, xem tín hiệu giao thông này, những cái lúc đó là em sẽ quên, em không để ý đấy. Thế nhưng mà gì? Những cái lúc mà em nghe được thì em có khi nghe 10 câu em chỉ được 2 câu thôi. Thầy giáo không cần em nhiều hơn. Nghe được 2 câu hoặc 3 câu, nhưng với điều kiện là gì? Lúc nào cũng phải đeo tai nghe đấy. Em đeo tai nghe và em nghe. Đó, hoặc là bây giờ em đến nơi đi làm, bây giờ buổi sáng dậy chưa có khách nhé, em bắt đầu em xếp hàng ra này, trong khi em xếp hàng em đeo tai nghe, em nghe, đúng không? Thì em nghe thì thường thường em cứ nghe liên tục cái tiếng thầy nói ở trong tai nghe, đúng không? Chữ này là như thế này, chữ kia là như thế này. Tự dưng nó nhập tâm đấy, nó nhập tâm, nó gọi là nó có cái giác quan, người ta gọi là giác quan thứ sáu. Mà giác quan thứ sáu là gì? Là đầu mình nó tự tiếp thu đấy. Đó. Thế thì vậy thì một trong những điều kiện rất tốt
cho những em mà học với thầy là gì? Là thầy lưu bài giảng cho em. Và Vâng. có một số em thì bảo thôi thầy thầy đừng đừng đăng bài lên YouTube. Cũng được thôi, thầy cũng không đăng lên YouTube nhưng mà thầy vẫn giả bài cho các em. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Các em tải nó về xong sau đó là các em lại đánh mất nó đi đấy. Thầy dạy các em lại quên, các em lại không tiện lấy ra đấy. Không tiện lấy ra để mà học cho nên gây khó khăn đó. Tâm ra là gì, mình thì vừa là có những bạn đó là gì, là các bạn vừa là muốn giữ cái bài học cho riêng mình, không chia sẻ cho ai cả, nhưng mà ngược lại là gì, là các em không sử dụng cái tiện ích rất tiện lợi của YouTube, là các em chỉ cần vào YouTube xem lại cái phần lịch sử các video mình vừa xem, tìm ra cái bài mình vừa xem, rất đơn giản đấy đó. Thế Dạ. em xem YouTube mà em chỉ xem những cái bài của em thôi đấy, xem những bài của em thì em Dạ. chỉ cần bật cái phần lịch sử ra, bật phần lịch sử ra là em sẽ chọn đứng ngay bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Thế vậy thì ví dụ em đã xem được, em đã học được 10 bài rồi, em sẽ xem lần lượt từ bài 1 cho đến bài 10 của em, cứ xem liên tục như thế thì là em sẽ nhập tâm được thôi, rất rất đơn giản đấy, rất đơn giản. Dạ. Thế vậy thì Dạ. chia sẻ kinh nghiệm để học ngoại ngữ là gì, thầy giáo nói học ngoại ngữ là gì, học ngoại ngữ là phải học hàng ngày đấy, học hàng ngày Vâng. và học Vâng. liên tục, ôn những cái gì mình đã học và học mở rộng những cái gì mình muốn biết thêm đấy, đó đại khái là Dạ. như vậy. Thế qua một thời gian thì là em sẽ học được thôi đấy. Đó. Thế còn nếu như là Dạ. em chỉ học với thầy thôi, xong em đóng máy ngày hôm đó đi, không làm việc nữa, không không học nữa mà làm những việc khác của mình mà hoàn toàn không nghe lại bài đấy, đó thì là lúc đó là em sẽ quên, quên rất nhanh. Thế đến hôm sau Vâng, thì lại đến cái bài khác đấy. Cứ em cứ học 2 ngày một một bài, 2 ngày một bài, thì vậy thì ngày hôm sau thầy lại dồn cho thêm bài nữa, dồn cho thêm bài nữa, sau 3 4 bài là lúc đó em quên, lúc đó là em sẽ chán đó. Thế vậy thì sau sau khi học như thế này thì là sau buổi học như thế này là em nên xem lại video đấy, xem lại video, Dạ. nếu dỗi thì ta xem lại cả màn hình, nếu mà ta không dỗi thì ta chỉ đeo tai nghe thôi đấy, đó thì là Dạ, rồi. Yeah, bao nhiêu mail? khi mà em xem lại thì là nó sẽ có cái đường video nó chạy. Ví dụ như là những cái đoạn này trước ta xem rồi, ta xem đến 10 phút rồi, bây giờ ta cho nó chạy đến từ phút thứ 11 đi đấy, ta kéo cái con chạy lên, bắt đầu đi từ phút thứ 11, cái chỗ nào cần xem lại thì ta kéo kéo con chạy nó quay trở lại đấy, đó thì bằng cái cách đó thì là ta sẽ xem lại được video. Thì giáo đánh giá rằng là cái việc mà lưu lại màn màn hình bài học của các em ấy, đấy là một cái điều kiện cực kỳ tốt cho người học online. Bởi vì sao, Đúng rồi, đúng tất rồi. cả những cái người mà người ta học online với lại các thầy giáo khác, kể cả với các thầy cô giáo nước ngoài, ai có ghi hàng màn hình cho các em đâu, không có ai ghi chịu Vâng. khó lưu màn hình cho các em cả đấy. Để bởi vì Vâng. gì? Người ta dạy hôm nay xong các em quên, ngày mai người ta còn 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 có học sinh để mà người ta dạy chứ, đúng không? Thế còn đây là thầy giáo là gì, Dạ. lưu màn hình cho các em để các em có điều kiện xem lại này, học lại này nhé, mà lại chia sẻ cái bài Dạ. học này cho tất cả những bạn khác, những ai mà không có cái điều kiện học cùng với thầy thì các bạn có thể xem cùng nhau, xem rút kinh nghiệm đấy, học thêm tham khảo Dạ. đó. Nên vậy thì cái này là gì, là chúng ta vừa học cho mình mà lại vừa làm cho học, làm bài học cho mình, lại chia sẻ bài học cho mọi người, đấy là một cái rất tốt. Chúng ta không nên gọi là gì, nhiều người thầy giáo cứ nói hay là gì, các em không nên là giữ cái bài học đó cho riêng mình, hãy chia sẻ với mọi người đó, thì lúc đó là gì, thì là người ta sẽ chúng ta sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn và chúng ta sẽ có cái điều kiện sử dụng cái tiện ích của YouTube đấy, để chúng ta học Vâng, hàng ngày đấy, đó. dạ. Thế đấy là cái kinh nghiệm duy nhất là gì, học ngoại ngữ duy nhất là nghe đi nghe lại nhiều lần đấy, cứ nghe đi nghe lại nhiều lần, nghe một lần chưa ngấm, nghe 2 lần, nghe 3 lần thì sẽ ngấm đấy, đại khái là như thế. Thì kinh nghiệm thầy giáo học, thế thầy giáo học ngoại ngữ rất nhiều, học Vâng. dạy các em tiếng Nga, xong ngoài cái việc bồi dưỡng trình độ tiếng Nga nhé, kiến thức tiếng Nga thầy giáo phải bồi dưỡng thường xuyên đấy. Bồi dưỡng cách như thế Vâng. nào, là thầy giáo đọc báo này, đấy, đọc những cái bài báo, báo đọc những câu chuyện đấy. Thế có cái từ gì mới chẳng hạn nhé, có từ gì mới là lập tức mình viết ra và mình nghiên cứu xem đó là cái gì đấy, đó là mình bổ sung kiến thức từ vựng cho mình đấy, đó. Hoặc là có những bạn nhờ thì nó dịch cái nọ cái kia đấy, khi dịch thì có thể là mình sẽ gặp từ mới đấy, bởi vì sao, nó không phải ngôn ngữ của mình, không phải ngôn ngữ của mình cho nên là nó sẽ có từ mới, cái chuyện có từ mới là chuyện tất nhiên đấy. Ví dụ như là có những từ mới về cái lĩnh vực là thẩm mỹ chẳng hạn đấy, có những từ mới, ví dụ như là có những cái nó chỉ những cái biện pháp làm thẩm mỹ chẳng hạn, thì cái đó là mới đối với mình, mới thì làm sao mà mình biết được đấy. Bởi vì sao, mình không phải là người làm trong cái lĩnh vực đó, vậy thì người ta nói những cái từ mới, ví dụ những cái từ những cái kiến thức ví dụ như là lăn kim này đấy, những cái kiến thức là làm trị nám này đấy, những cái kiến thức đó đối với mình nó là mới, nó mới Vâng, thì có đúng nghĩa là rồi gì, vậy. những cái từ đó, ví dụ cái từ nám chẳng hạn, người ta không gọi là từ nám, người ta gọi bằng cái từ khác cơ, từ chuyên ngành cơ đấy, đấy. Hoặc là có những cái từ ví dụ như là cái từ mụn trứng cá chẳng hạn,
mụn trứng cá của mình gọi bình thường nói dân dã là một từ, nhưng mà trong cái thuật ngữ y tế người ta lại gọi bằng một từ khác đấy. À, gọi bằng cái từ khác, mà cái từ khác đó đối với kể cả những đối với những người Nga thông thường người ta cũng không biết được đấy đó. Thế Đây. mình có thử hỏi hỏi vợ mình là vợ mình là người Nga, mình hỏi vợ mình là em có biết cái từ này không, bảo không em chả biết đấy. Thế xong thì bảo cái từ này có nghĩa là mụn trứng cá. Thế cô ấy cười, cô ấy bảo cứ gọi luôn là mụn trứng cá cho được, việc việc gì phải gọi bằng cái từ kỹ thuật đi cho nó khó hiểu ra đấy đó. Vậy thì gì, bản thân thầy giáo cũng phải là bồi dưỡng tiếng Nga thường xuyên đấy, ngoài tiếng Nga ra thì thầy giáo còn học thêm cả tiếng Anh nữa đấy. Thế vậy thì cái học tiếng Anh của thầy giáo cũng như vậy thôi, đối với em cũng tương tự như việc các em học tiếng Nga. Thầy giáo học tiếng Anh là gì, học liên tục, ngày nào cũng học đấy. Ngày nào cũng phải học, và mỗi một ngày mình phải nhồi được vào trong đầu của mình từ 10 từ trở lên, đấy là học tiếng Anh đấy đó. Thế vậy thì cho đến một thời điểm nào đó thì lập tức cái số lượng từ vựng của mình nó biết rất nhiều. Ví dụ bây giờ cái từ vựng tiếng Anh của thầy giáo bây giờ nó ở cái tầm độ khoảng là 2-3 nghìn từ đấy, 2 cho đến 3 nghìn từ đó, tức là những cái từ mà mình chủ động sử dụng đấy, thường xuyên đấy đó. Thế có nghĩa là gì, đối với các em nếu mà các em chỉ cần biết được khoảng 1 nghìn từ thôi là các em đã nói được tiếng Nga tốt rồi đấy. Thế vậy thì đối với thầy giáo, ví dụ như là thầy về từ vựng của thầy giáo về tiếng Nga thì nó khoảng bao nhiêu ngàn từ đấy. Ví dụ thầy giáo có thể dở cái quyển từ điển 43 ngàn từ ra đấy, để tìm xem mình có từ nào mình chưa biết. Đó, cũng khó có thể tìm được từ nào mình chưa biết. Bởi vì sao, là mình biết rất nhiều rồi, cái số lượng từ vựng về tiếng Nga của mình độ khoảng nó độ khoảng 1-20 nghìn từ rồi đấy, có thể là hơn đấy. Đó, thế có nghĩa là gì, đối với em chẳng hạn, em đã biết được được khoảng 1 nghìn từ chưa? À chưa, đúng không? Nếu chưa mình phải học đấy, chưa thì mình phải học đấy. Thế ngoài cái việc biết từ vựng ra, mình phải biết mẫu câu đó. Thế vậy thì bây giờ đang ở tình trạng là gì, là em là đang tích cóp các mẫu câu và từ vựng, cho nên em cần phải học thế thường xuyên đấy, đấy là kinh nghiệm đấy, kinh nghiệm thế thôi. Cứ học thường xuyên, học liên tục, học liên tục, ngày nào cũng học đấy, ngày nào cũng học và học từ vựng mới. Nếu như ngày hôm nay ví dụ anh nói lúc nào như này, học bài với thầy này là thầy đã cho em từ mới này, đúng không? Đây là thầy đã chuẩn bị từ mới cho em này đấy đó. Cuối bài là sẽ là, nếu mà chúng ta kịp, đây bài của em đây, thầy đã chuẩn bị cho em đây, từ đây đến đây đấy, từ đây đến đây đó. Thế trong ngày hôm nay chúng ta phải học được hết cái chỗ này, nếu chúng ta học chậm thì học được một nửa thôi đấy. Trong kiến thức này đầu tiên là từ vựng này, xong đến mẫu câu này đấy, xong đến đằng sau là ngữ pháp này, ngày nào cũng như thế đấy đó. Em nhìn thấy trên trên cái màn hình này đấy đó, nó ở ngoài cái màn hình ghi này đấy, ngoài cái màn hình ghi nó ở bên cạnh này đó. Thì vậy là mỗi một ngày trước khi vào vào mà dạy em ấy, bao giờ thầy cũng chuẩn bị bài dạy cho em đó. Thế vậy thì còn phần em thì sao, phần em thì sao, em học với thầy riêng 1 tiếng này xong em thôi, tức là hỏng đúng không? Bởi vì sao, trước khi dạy em 1 tiếng này thầy giáo đã phải phải dự kiến ít ra phải có nửa tiếng để thầy giáo chuẩn bị bài cho em rồi, có nghĩa là cái thời gian thầy giáo làm việc với em 1 tiếng rưỡi mà em lại chỉ làm việc với thầy giáo có 1 tiếng là hỏng. Bởi vì sao, nếu thầy giáo làm việc với em 1 tiếng rưỡi thì em phải làm việc với thầy giáo, em phải tự làm việc thêm 1 tiếng rưỡi nữa đấy, đúng không nào? Đó, trong 1 cái tiếng rưỡi đó là gì, em nghe video, em có thể lấy giấy viết từ mới ra đấy. Nếu như em không làm những cái việc đó thì em sẽ không thành công đấy đó. Thế nhưng mà về về cái phát âm, nhận thức và phát âm đối với em, thầy giáo nhận xét như thế này, đối với một người khi học ngoại ngữ, có những người thì nhận thức rất chậm, có những người nhận thức trung bình và có những người nhận thức rất nhanh. Về phát âm, có những người phát âm rất kém, có những người phát âm trung bình và có những người phát âm rất tuyệt vời đấy. Đó, thầy giáo đánh giá cái đó ở thang điểm 10. Những học sinh đang học với thầy, thầy biết ai ở cái mức độ nào, ai ở mức độ 5 điểm, ai mà ở mức độ 7 8 điểm và ai ở mức độ 10 điểm đấy. Đó, thì có những người mà nói cái từ ra phát người ta nói được luôn, nói chuẩn luôn, giọng rất hay luôn, thì thầy giáo đánh giá đó là điểm 10 đấy. Thế nhưng mà như em chẳng hạn, thầy giáo đánh giá em điểm 8. Bởi vì sao? Có những từ em chưa nói được ngay đấy, phải nói lại lần thứ hai, lần thứ ba đấy. Nhưng mà không, em không phải là điểm 7, điểm 6 thì đã là một cái rất là tích cực rồi đấy. Thế vậy thì em có tiềm năng ở chỗ nào, là em tiếp thu được và em phát âm được đấy. Đó, em sẽ nói được, em sẽ nói được. Đó, thế nhưng mà bây giờ để em mới được điểm 8 thôi thì có nghĩa là gì? Có em còn thiếu 2 điểm nữa. 2 điểm này là em phải bù lại bằng gì? Bù lại bằng cách Từ là vựng và em mẫu chịu câu. khó, em chịu khó, chịu khó, chịu khó đấy. Chịu Em khó. phải chịu khó học. Đây là cái 2 cái điểm chịu khó của em. Nếu em có 2 cái điểm này nữa thì là em sẽ đạt 10 điểm. 10 điểm là gì? 10 điểm nhận thức phát âm đấy. Đấy là mới là 10 điểm nhận thức phát âm đấy nhé. Đó. Thế bây giờ để vận dụng nó vào lời nói là gì? Mình phải tạo kỹ năng. Muốn tạo kỹ năng thì mình phải rèn luyện đấy. Khi mà mình học thì mới học một bài với thầy xong mới chỉ là hai phần.
8 phần còn lại là gì? Là mình rèn luyện. Rèn luyện để tạo để tạo thành kỹ năng đấy. Kỹ năng khi mà nói đi nói lại nhiều thì mình sẽ quen, quen gọi là kỹ năng đấy. À, kỹ năng mình nói nhiều lần thì nó sẽ thành kỹ xảo. Kỹ xảo tức là gì? Khi mình nói mình không cần phải nghĩ nữa, đó là lúc đó tự động hóa lời nói rồi đấy. Đó. Thế vậy thì để tự động hóa lời nói là gì? Phải nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại đấy. Đó thế thôi đấy. Tại tại À. vì em cũng mới quen một bạn nữa Ừ. mà mới sang bên đây học có hơn 1 năm thôi, nhưng mà nói tiếng Nga sành sỏi luôn. Bây Ừ. giờ kiểu là cũng đi làm thêm kiểu ở các cái quán ăn của người Việt mà làm Ờ. cashier tính tiền ấy. Ờ. Nói chung là nói không cần nghĩ, nhưng mà bạn ấy là ở cùng với lại toàn người Nga thôi, thế là nói Ờ. được nhiều. Còn Đúng mình rồi. ấy, cũng kiểu là hay gọi điện cho em xong cộng đồng. À, anh học như thế thì kiểu là thầy còn dễ tính, nhưng bảo em khó tính, em không có thể làm chấp nhận như thế. Kiểu là phát âm ấy, bạn ấy cũng chịu khó, bạn kèm nhưng mà bạn ấy bắt bắt nói ấy, bắt nói nhiều, Đúng thế là đúng rồi. cũng kèm cho nhiều ạ. Ừ. Đấy, Vâng, thế thì thì cũng cũng là với bạn như thế là bạn có năng khiếu ngoại ngữ, em chưa? Bạn đó là ok. có năng khiếu ngoại ngữ. Mặc dù là có thể là về ngữ pháp, bạn nói có thể là bạn chưa 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 biết nhiều. Nhưng mà quan Vâng, trọng đúng nhất ạ. là gì bạn nói. Thế vậy thì đây chính là trong những cái bài đầu tiên của em cho đến thời điểm này, Vâng. đó là gì? Tích hợp từ vựng và ngữ pháp. Bây giờ thầy thầy giáo chỉ hỏi em Vâng. một câu là cái video mà thầy gửi cho em xem được mấy lần? Thường thường thì có cái thì em xem được một lần, Có cái còn em không xem được lần nào, đạt đúng không? đâu, có cái xem được 2 lần, nhưng mà đa số là một lần là nhiều, một Một lần lần là là nhiều nhiều. đúng không? Thế còn có Vâng, cái một thì lần thậm là chí nhiều. có cái là chưa xem được lần nào đúng không? Đấy. Không, cái nào Cái em nào cũng cũng phải xem cố lại gắng hết. xem được đấy, cái nào phải cố vâng gắng vâng xem được. Vậy thì nhưng có thế cái ra là mình xem thì mình không, kiểu là không tập trung. chắc là không tập trung được ấy, tại vì là xem toàn những lúc mà mình đi lái xe, xong là xem được một nửa bài, không không kiểu là đầu mình đã không tập trung vào cái video đấy, là mình chẳng nghe mình ấy, thế là nó có trôi bài đi thôi. Xong mình bảo tối về mình xem lại, thì tối về mình xem lại thì mình lại phải đi xuống dưới xưởng, là xuống dưới xưởng đến tận 2-3 giờ sáng mình mới về về thế là mình đến hôm sau thì mình lại phải kiểu là mình lại chuyển sang xem video mới đấy, thế là chắc như thế là cũng không hiệu quả. Mới lại À không, từ đúng rồi. mấy hôm nay đấy thì em cứ viết cái kiểu là mấy cái từ vựng ra này, xong là viết cả kiểu là sau khi ở ở 6 cách ấy, thì mình cứ đọc đi đọc lại, thì nói chung là thấy bắt đầu là hiệu quả hơn hơn mà mình như thế kia. Tại vì là thực ra nếu mà mình cũng muốn nói nhưng mà chẳng qua là mình chả biết nói cái gì cả À đúng rồi đấy, đấy, bởi vì thì như là này em nhé. À mình vấn đề không là không như có từ vựng, mới lại không có kiểu đúng rồi, là đúng bốn rồi. từ mới mẫu câu ấy, mình chả À nói gì. Thế là đúng em rồi. mới quay lại em bảo là thôi mình cứ bây giờ mình cứ học học từ từ, mỗi ngày mình học đấy khoảng độ tầm ví dụ như mà 5 từ mới, mới lại 5-6 cái mẫu câu chẳng hạn, mình cứ nói đi nói lại thành thạo đi, xong là mai mình lại đọc lại, nếu mình quên đâu thì mình lại bỏ ra mình xem lại thôi. Đúng rồi. Vâng. À vấn đề là như thế này nhé, là khi mà học những cái câu mà mình không sử dụng ấy nhé. Ví dụ như là em bảo là em lấy từ mới xong em biến thành 6 cách này, cái việc đó không nên làm. Vâng. Việc đó là hoàn toàn Vâng. không nên làm. Vâng. Mình tham khảo một lần thôi. Đấy. Ví dụ mình tham khảo một lần. Ví dụ như là bây giờ, ví dụ ngày hôm nay là thầy giáo bắt đầu dạy cho em cách 4 này. Chúng ta nói chuyện này có thể là ngày hôm nay sẽ không học được, hôm sau chúng ta sẽ học đấy. À, thế Vâng, thì dạ. là gì? Nguyên tắc là gì? Khi chúng ta học một kiến thức ngữ pháp thì chúng ta sẽ rèn luyện kiến thức ngữ pháp đó, có nghĩa là gì? Có bài tập đấy. Vì Dạ. sau khi làm cái bài tập đó nhé, đa phần mọi người chỉ làm một lần thì xong bỏ đó, coi xong. Thế nhưng mà không phải, Dạ. thầy giáo luôn nói là gì? Em làm xong bài tập này mới là 2 phần, 8 phần còn lại là gì? Vâng. Em phải xem bài tập, em nói đi nói lại đấy. À, nói đi nói lại. Ví dụ bây giờ cuối Vâng. năm nay thầy giáo sẽ có Vâng. cái bài tập, đây cái bài tập này cho em đây. À, bài Dạ. tập của nó đây, nó sẽ hỏi Estudiar lấy khu sền. À, Dạ. thì mình trả lời, mình sẽ đọc câu hỏi Estudiar lấy khu sền Estudiar lấy Damascus ra đây nhỉ. Почему звонит Рамон? Đấy. Tại sao Рамон lại gọi điện? Dạ. Почему звонит Рамон? Рамон звонит, чтобы для того, чтобы пригласить, hoặc là он хочет пригласить Хусейна на футбол. Đấy. À, ta phải nói đi Dạ. tin đấy, cái chỗ trắng để làm gì? Để thầy giáo sẽ viết cho em đấy. Viết cho em và sau đó Dạ. em sẽ nhìn đây em đọc, cái nhìn đây em đọc đấy. Đó. Thế là gì? Mỗi một cái bài như thế, đấy. À, mỗi một bài như thế. À, đây chẳng hạn. Đấy, cái phần này là phần thầy giáo ôn lại danh từ cho em. Số ít, Da, số brat nhiều đấy, số brachia ít số drup nhiều đấy, drupchia đấy, da da đấy. Số ít số nhiều nếu chúng ta không ôn chúng ta sẽ quên đấy. Đó, hoặc là cái phần da này chẳng hạn nhé, phần này là chúng ta ôn lại gì, là cách chia của động từ đấy. Khi nói cách chia động từ da rồi, bây giờ thầy giáo để chỗ trống để làm gì? À, em nói cho thầy câu này, em nói cho thầy câu kia đấy. Thế vậy thì những cái chỗ này da là nói, sau đó chúng ta lại dở ra và chúng ta đọc lại đấy. Đó, thế vậy thì
cái phương pháp dạy của thầy, phương pháp dạy của thầy chẳng hạn, kiến thức ở trong giáo trình là một, nhưng mà chúng ta dựa trên đó chúng ta phát triển rộng ra. Đây chẳng hạn, chỗ này chẳng hạn là thầy giáo sẽ để trống như này để làm gì? Để dạy em những mẫu câu đó. Những mẫu câu này, những mẫu câu em cần đọc, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại đấy. Đó thì thầy giáo tin tưởng rằng là mỗi một bài như này em đã học được ít ra phải từ 5 đến 10 mẫu câu rồi đấy. Thì mình chỉ cần học thuộc những cái mẫu câu đó thôi, không cần phải nghĩ đi đâu xa cả, không cần phải tìm tòi đâu cả đấy, thì là chúng ta cũng đã giỏi rồi đấy. Đó như vậy thì thầy giáo thường nói là gì nào, em chỉ cần có khoảng 300 từ 300 cho đến 350 mẫu câu thôi đấy, là em nói tiếng Nga nhuần nhuyễn luôn đó. Thế vậy thì nói nôm na thế gì, mỗi một bài học với thầy nó chỉ đã có 3 đến 5 mẫu câu rồi, cứ cho là được 5 mẫu câu đi đấy, 10 bài được 50 mẫu đấy, 20 bài được 100 mẫu câu, thì tại sao mà chúng ta vẫn chưa nói được? Bởi vì sao? Ta chưa rèn luyện nói để nói thế thôi đấy. Thế vậy là gì nào, là chúng ta vừa rồi chúng ta đã dành nửa tiếng để nói về cái kinh nghiệm. Vậy kinh nghiệm rút ra là gì? Em cần phải xem video này, sau đó là gì? Nói theo những cái mẫu câu nhiều lần đấy, nói theo nhiều lần thì là sẽ chúng ta sẽ học được. Thế còn từ mới trong quá trình học là chúng ta đã tự học rồi đấy, học được từ mới rồi, học được mẫu câu rồi đấy. Đó. Thế còn các hiện tượng ngữ pháp thì giáo chỉ giới thiệu cho em thôi và rèn luyện qua bài tập đấy. Rèn luyện qua bài tập, ví dụ giáo sẽ rèn luyện qua bài tập đây này, đây nhé. Đây chúng ta học cách 4 thì chúng ta sẽ có bài rèn luyện cách 4 này, biến những cái từ này sang cách 4 này đấy. Nói luôn. Nhưng mà biến nó trong câu chứ không phải là Slava hoặc Grammatica, Grammatiku, ngồi thế không bao giờ học được. Mà phải nói là gì? Что учит Сирпа? Сирпа учит грамматику. Да? Сирпа учит диалоги. Сирпа учит текст. Да? Phải nói như vậy đấy. Да. Nói như vậy. Thì nó vào bài thì lúc đó chúng ta mới nhớ được. Так хорошо, да?